Mới hay cớ sự mới lường thực hư, lần tay mở lại trang thư, lời vàng tiếng ngọc chẳng dư chẳng thừa. Thời giờ như thể thoi đưa, tức là từ đây đến nó còn có không bao xa, từ đây tới cuối năm quý vị gắng chuẩn bị gạo nước xăng, tiền thì Việt Nam thành tiền giấy mình không tính nha, vàng hay đô la nha. Nạn đói sẽ tới khi mà một trái quả tiễn của Trung Cộng nó nẻ vô Hà Nội đó, hoặc nó nẻ vô Sài Gòn, ở miền Nam nó nẻ qua mình nữa, thì chuẩn bị tiền gạo xăng nhớt thuốc men đó. Gẫm suy cặn kẽ tinh tường mới hay, cớ sự mới lường thực hư, lần tay mở lại trang thư, lời vàng tiếng ngọc chẳng dư chẳng thừa. Thời giờ như thể thoi đưa, năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông. Câu này cũng hay nè, nghe năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông. Kiệt vừa đọc thì Kiệt đón theo ý Kiệt, nhưng mà mấy vị mà giỏi chữ nghĩa đó thì thơ này là của những vị thần thánh mà, thì mình cùng nhau để mình giải, thì Kiệt nói theo ý Kiệt, nhưng mà mấy vị giỏi chữ nghĩa hơn Kiệt thì sẽ giải hay hơn Kiệt. Câu này Kiệt đoán gì nè, nghe năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông, nghĩa là cái bông hồng có cái bài hồng tàn giữa mùa xuân đó, là khi mà hoa hồng khô và héo và rụng, thì cái bài này á là nó rụng là cũng vừa ngay cái mùa đông, thì bây giờ chắc qua cái mùa xuân là tới mùa đông. Là năm tàn tháng lụng cũng vừa tròn đông, có gì mà tính chẳng thông, một quan là 60 đồng chỉnh ghê, giang tay hái một cành lê, du xuân phó hội lời thời đinh ninh. Du xuân nè, không du xuân phó hội nghĩa là khi mùa đông thì hoa hồng rụng, thì đến mùa xuân là vui xuân, xuân di lạc, chắc Tết năm 2023 đó. Tiền đâu chỉ một đồng trinh, mua trâu xính lễ hai kinh dương bằng, Tràng An bản hổ tên rằng, Hường Trang nhan tự tục danh hoang huyền. Cái này hơi khó thì không có biết dịch mấy cái câu này. Hoa Quỳnh ngã ngọn Tây Hiên, Hoa Quỳnh là gì ta, ngã ngọn Tây Hiên, hướng đông trước ngõ láng giềng có chi, duyên nay gặp gỡ bất kỳ, cờ cao tính nước pháo thì dân ngang. Đấy không, tất cả các lãnh đạo như là con cờ thôi mà cứ kéo tay cha tối ngày. Trưởng môn Ngô Dạ Hòa Quan, không có mình trong này ta, cờ cao tính nước pháo thì dân ngang, trưởng môn Ngô Dạ Hòa Quan. Nói là cái Úc của ông Long Dương ha. Chơi thôi chỉ một ván cờ, đỏ thua xanh thắng ai ngờ thiệt hơn, qua kia hai sắc giang sơn, vào xuân réo rắt tiếng cờ lân bang. Về lân bang nàng xưng trổ gót sim lan, cũng là mùa xuân vui, lầu xuân sẵn đúc nhà vàng cho ai, niềm xưng góp nhạc dông dài, lời xưa ghi lại một bài mua vui, cũng là xuân vui đúng không, tức là xuân này nè. Hồn bay khép nẻo ngược xuôi, trà hoa hương khói sao nguôi được lòng, mênh mông một dải non sông, năm châu đất Phật cửa rồng Tây Côn. Cái này khó dịch quá, năm châu đất Phật cửa rồng Tây Côn là cái gì không biết. Sơn Trung vốn hiệu Tràng Tôn, Sơn Trung vốn hiệu Tràng Tôn cũng không hiểu luôn. Ải Quan là cửa nhập môn khó gì, cái này tức là Ải Nam Quan đó. Đây mấy vị là những vị thần thánh hồn thiêng trong núi trên trời, thì mấy vị nói chuyện thời xưa mình thời nay khó hiểu, nhưng mà mình đọc ngoài kia ai hiểu được thì cứ tự giải nha.
Nhưng mà Kiệt biết Việt Nam có hải Nam quan đó. Hải quan là cửa nhập môn khó gì. Kẻ ai dội dã ra đi, quê hương một cõi nhớ ghi trong lòng. Có nghĩa là câu cuối, tức là cuối cùng là quê hương là chùm khế ngọt, thì 6 triệu người sẽ đi về để mà ăn khế ngọt. Ok, thêm bài nữa.